Bằng Châu xin thân ái kính chào tái ngộ khán giả của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi tối của đài với một số tin đặc biệt như sau. Thành cổ Acropolis của Hy Lạp mở cửa trở lại sau khi lệnh phong tỏa nới lỏng ở khắp nơi. Châu Âu chuẩn bị chấp thuận thuốc Remdesivir. Tổng thống Trump muốn khôi phục một phần ngân quỹ cho WHO. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Thưa quý vị, thành phố cổ Acropolis của Hy Lạp tái mở cửa sau khi chính quyền nới lỏng lệnh phong tỏa ở khắp nơi. Khu thành cổ Acropolis nổi tiếng tại Hy Lạp vào ngày thứ Hai 18 tháng 5 đã mở cửa hoạt động trở lại sau 2 tháng bị phong tỏa nhằm để kiểm soát sự lây lan của đại dịch gây suy hô hấp COVID-19. Nhiều nhân viên làm việc tại đây đã được nhìn thấy đeo khẩu trang và đồ bảo hộ trong lúc hướng dẫn cho các du khách ở địa phương tới viếng thăm. Thể theo chính sách hiện hành của chính phủ, tất cả mọi người khi tới tham quan thành cổ Acropolis đều được yêu cầu giữ khoảng cách 1.5 m với những người khác. Nhiều tấm bảng mang nội dung nhắc nhở cũng được treo tại lối ra vào và quầy vé. Giới chức trách Hy Lạp đã bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa và cấm đi lại vào ngày 4 tháng 5 với hy vọng vực dậy nền kinh tế. Cũng trong ngày thứ Hai, các trung tâm mua sắm và trường học đã mở cửa ở khắp nơi, bao gồm cả quần đảo Crete và Evia. Nếu như tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục giảm xuống, các quán bar sẽ mở cửa vào ngày 25 Tây tháng 5, trong khi du khách ngoại quốc có thể tới thăm Hy Lạp vào tháng 7 tới đây. Hiện tại, lệnh cấm bay đang được Hy Lạp áp dụng lên các nước như Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan và Vương quốc Anh. Châu Âu chuẩn bị chấp thuận thuốc Remdesivir. Người đứng đầu Ủy ban Y tế của Liên minh Âu Châu Guido Rossi vào ngày thứ Hai 18 tháng 5 cho biết, họ sẽ cho phép sử dụng loại thuốc Remdesivir làm phương pháp điều trị cho các bệnh nhân bị lây nhiễm COVID-19. Trong bối cảnh, thuốc này đang được công ty dược phẩm Gilead của Hoa Kỳ sản xuất và phân phối sang khắp nơi. Remdesivir cách đây vài tuần lễ cũng đã được Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Hoa Kỳ chấp thuận. Sau khi kết quả thử nghiệm cho thấy, đây là loại thuốc duy nhất có khả năng chống lại coronavirus. Nếu như được thông qua, Remdesivir sẽ lưu hành rộng rãi ở 27 quốc gia thành viên EU. Cho dù chưa có báo cáo chính thức về tác dụng lẫn phản ứng phụ trên các bệnh nhân bị lây nhiễm COVID-19. Nhìn chung trên toàn cầu, đại dịch gây suy hô hấp COVID-19 đã khiến hơn 300.000 người bị thiệt mạng. Tuy nhiên, lượng thuốc có sẵn hiện chỉ đủ để chữa cho 200.000 người trên toàn thế giới. Do đó, các công ty dược phẩm như Gilead đang phải chạy đua với thời gian để tìm cách đối phó với tình trạng thiếu hụt này. Đánh bom khủng bố khiến 7 người bị thiệt mạng ở Afghanistan. Một quả bom đã bất ngờ phát nổ gần một căn cứ quân sự tọa lạc tại thành phố Ghazni của Afghanistan vào ngày thứ Hai 18 tháng 5, khiến cho ít nhất 7 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tích. Nhóm phiến quân nổi dậy Taliban vào cùng ngày đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công đẫm máu này. Dựa vào một nguồn tin từ phía chính phủ thì số người chết có thể sẽ gia tăng trong vài ngày sắp tới, do đang có hàng chục người lâm vào tình trạng nguy kịch ở nhà thương. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani trong thời gian gần đây đã lên án tình trạng bạo lực, đồng thời ra sắc lệnh cho quân đội chống trả thay vì chỉ tự vệ sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút quân, thể theo thỏa thuận lịch sử được ký kết với phe Taliban. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Ghani và đối thủ chính trị Abdullah Abdullah đã tuyên bố cùng nhau chia sẻ quyền lực để kết thúc màn đối đầu kéo dài suốt nhiều tháng qua. Những tranh chấp giữa ông Ghani và Abdullah từng khiến cho Hoa Kỳ cảm thấy lo ngại, đồng thời phái Ngoại trưởng Mike Pompeo sang Kabul để hòa hoãn hồi tháng 3 vừa qua.
Yemen đang đối mặt với nạn đói trong bối cảnh dịch bệnh coronavirus đang ngày một lây lan. Kính thưa quý vị, cuộc chiến kéo dài suốt 5 năm qua đã đẩy người dân Yemen vào cảnh đói khát. Dịch bệnh COVID-19 lại càng khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, đồng thời đe dọa gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Số tiền viện trợ đến từ các quốc gia trong vùng Vịnh Ả Rập hiện đang ngày một khan hiếm, do tất cả mọi người trên thế giới đều đang chật vật để đối phó với những hậu quả do đại dịch gây ra. Suốt quãng thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị, có khoảng 80% dân số Yemen phải sống dựa dẫm vào nguồn viện trợ từ ngoại quốc, nhưng vẫn không đủ để chấm dứt nạn đói hiện nay. Thể theo thống kê của chính phủ do cộng đồng quốc tế công nhận, đã có 128 người bị lây nhiễm coronavirus và 20 người đã chết tại thành phố Aden. Ở thủ đô Sana'a, do phe nổi dậy kiểm soát thì có 2 người ngã bệnh và 1 người tử vong. Suốt thời gian qua, Yemen đã được mệnh danh là quốc gia nghèo nhất vùng Vịnh Ả Rập. Tình trạng chiến cuộc đẫm máu cũng đã gây ra cảnh chết người hàng loạt tại Yemen. Trong khi đó, nhiều nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông hiện phải đối mặt với nhiều tội danh hình sự. Có đến 15 nhà đấu tranh vì quyền tự do dân chủ ở Hồng Kông vào ngày thứ Hai 18 tháng 5 đã bị áp giải ra hầu tòa, trong bối cảnh họ đang phải đối mặt với nhiều tội danh hình sự sau khi tham gia vào phong trào biểu tình phản đối lệnh dẫn độ cũng như chống lại Trung Quốc. Nằm trong số những người bị bắt bao gồm nhà đấu tranh Lee Chuyang, triệu phú của ngành báo chí Jimmy Lai và cựu lập pháp Margaret Angie. Nhiều cư dân bản xứ đã tới biểu tình bên ngoài tòa án quận Tây Cửu Long, nhưng không có ai bị bắt giữ. Vào cùng thời điểm đó cũng có một số người thân với Bắc Kinh tham gia tuần hành, miệng liên tục kêu nêu ríu về phía bị đơn. Màn xuống đường đông người tham dự hồi năm 2019 đã gây nên nhiều áp lực, buộc chính phủ Hồng Kông phải hủy bỏ lệnh dẫn độ, gửi thủ phạm sang Trung Quốc để xét xử. Tuy nhiên vẫn chưa thể xoa dịu người biểu tình vì họ muốn Hồng Kông hoàn toàn thoát khỏi sự cai trị và bành trướng của Bắc Kinh. Tổng cộng 7.000 người đã bị bắt vì có dính líu tới phong trào biểu tình trong năm ngoái. Nhiều người trong số này phải đối mặt với tội danh kích động bạo lực, cùng bản án lên đến 10 năm tù giam. Quốc vương Malaysia cương quyết ủng hộ việc bổ nhiệm thủ tướng Muhyiddin Yassin. Quốc vương Malaysia vào ngày thứ Hai 18 tháng 5 tuyên bố việc bổ nhiệm cho ông Muhyiddin Yassin vào vị trí thủ tướng là một điều đứng đắn, đồng thời tôn trọng hiến pháp của quê nhà. Nhiều ngày sau khi quốc hội bỏ phiếu chống lại ông ta, chính trị gia Muhyiddin Yassin vào ngày 1 tháng 3 đã được chọn làm tân thủ tướng, thay thế cho người tiền nhiệm là ông Mahathir Mohamad, thể theo ý nguyện của quốc vương. Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức đã chính thức khép lại tuần lễ bất ổn chính trị sau khi ông Mahathir tuyên bố từ bỏ chức vụ của mình vì không muốn chia sẻ quyền lực cho đối thủ Anwar Ibrahim. Đảng đối lập quả quyết rằng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông Muhyiddin đã được Hạ viện chấp thuận làm thủ tướng. Vị trí thủ tướng Malaysia được thay đổi khoảng 2 năm sau khi ông Mahathir cùng đối thủ chính trị Anwar Ibrahim liên hiệp để chống lại đảng cầm quyền United Malays National Organization, viết tắt là UMNO. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.